Các con rất thông minh, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng dấu ấn tinh thần trước mặt vừa phát viên của hội thánh và cộng đoàn. Kitô giang rộng tay mang phúc lành cho tình yêu vô cùng của các con và dùng những đức đặc biệt làm cho các con đem phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Gioan Tổ Phương và Maria Nguyễn Thị Ái Phương, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và đón nhận chúng theo luật Đức Kitô và hội thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh Gioan Tổ Phương, sinh nhật em Maria Nguyễn Thị Ái Phương làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thành thuộc cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Nguyễn Thị Ái Phương nhận anh Gioan Tổ Phương làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chủ ý, sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ một lần của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chung tôn ban một lần cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau là dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Thị Ái Phương, xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chữ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Như cha và con và thánh thần thật. Thank you.
là cha toàn năng chân và hiện trị đời.